Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 5 thủ thuật trong quật cực kỳ hữu ích mà bạn cần phải biết. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật đầu tiên. Thủ thuật đầu tiên tức là chuyển đổi file PDF sang file quật có thể chỉnh sửa được. Rồi giả sử như đây, tôi có một file PDF. Bây giờ tôi sẽ mở cái file này lên. Đó, giả sử như đây tôi có một file PDF này. Bây giờ tôi sẽ mở nó lên. Đó, thì cái file PDF của tôi á, ban đầu chúng ta có thể là quét chọn được này. Rồi bây giờ tôi muốn là mở file PDF này bằng file Word để tôi có thể là chỉnh sửa được nội dung, thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ mở Word lên này. Ở đây tôi sẽ mở một file Word mới này. Tiếp theo tôi sẽ vào tab file, chọn vào Open. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Browser và chọn vào file PDF mà tôi muốn mở. Đó, giả sử như đây tôi muốn mở file này thì tôi sẽ chọn vào nó này, sau đó chọn vào Open. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một thông báo, các bạn chọn vào OK. Đó, lúc này nó sẽ mở file PDF bằng file Word và lúc này bạn có thể là chỉnh sửa được nội dung. Đây là thủ thuật đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật thứ hai. Thủ thuật thứ hai á, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là cùng một lúc có thể là copy được nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ như đây tôi có 3 nội dung là xin chào 1 này, xin chào 2, xin chào 3. Đầu tiên á, tôi sẽ quét chọn vào xin chào 1 và copy nó bằng cách là bấm tập phím Ctrl C. Tiếp theo tôi lại quét chọn vào xin chào 3 và copy nó Ctrl C. Tuy nhiên ở đây á, khi dán ra nó chỉ dán ra nội dung cuối cùng mà tôi đã copy mà thôi, chứ nó không dán được xin chào 1. Vậy làm sao để có thể là cùng một lúc tôi có thể là copy và dán được nhiều nội dung? Thì ở đây á, các bạn chúng ta sẽ vào tab Home này. Trong nhóm là Clipboard có mũi tên chéo chỉ xuống, các bạn bấm vào. Rồi, bây giờ các bạn có thể là cùng một lúc có thể là copy được nhiều nội dung. Ví dụ ở đây tôi quyết chọn vào xin chào 1 này, Ctrl C. Thì lúc này á, nó sẽ lưu vào bộ nhớ tạm trong Word này. Quyết chọn vào xin chào 2, Ctrl C. Đó, nó sẽ lưu vào bộ nhớ tạm. Rồi, bây giờ các bạn chúng ta muốn là dán nội dung nào thì chúng ta chỉ cần việc là bấm vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra này. Đó. Đó, đó. Rất là đơn giản nha. Quyết chọn vào đây, Ctrl C thì nó sẽ lưu vào bộ nhớ tạm. Đó, bạn thấy không? Muốn dán ra thì chúng ta sẽ chọn vào nội dung mà chúng ta muốn dán. Thì đối với cách này các bạn có thể là copy và dán được nhiều nội dung khác nhau. Rồi không thích nữa các bạn có thể là xóa đi, clear all này. Đó. Đây là thủ thuật thứ hai. Và thủ thuật thứ ba, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sắp xếp trong Word. Giả sử như đây, tôi có các tên như sau: Nam, Thanh, Xuân, Bắc, An, Cư. Bây giờ tôi muốn là sắp xếp thứ tự các tên này thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ quét chọn vào các tên mà tôi muốn sắp xếp. Tiếp theo tôi sẽ vào tab Home, chọn vào công cụ là sort này, các bạn chọn vào. Rồi, ở mục sort by, các bạn chúng ta sẽ chọn là paragraph. Do đây là nội dung văn bản thì các bạn chọn vào paragraph. Rồi, loại sắp xếp á, các bạn chúng ta sẽ chọn là kiểu test này. Ở đây á có hai kiểu sắp xếp: tăng dần và giảm dần. Ở đây tôi sẽ nhập là tăng dần này, chọn vào cái trên này. OK, thì nó sẽ sắp xếp thứ tự là chữ A trước này, chữ B, chữ C, chữ N, chữ T và chữ X. Đó, sắp xếp thứ tự. Rồi tương tự đối với sắp xếp số cũng vậy, các bạn cũng làm như vậy nha. Quyết chọn vào dãy số này, chọn vào công cụ sort. Ở đây tôi sẽ sắp xếp theo kiểu số này, tăng dần hay giảm dần gì đó tùy các bạn nha. Đó, nó sẽ sắp xếp là giảm dần này. Đây cũng vậy này. Ngày tháng cũng vậy, chọn vào thì ở đây nó sẽ tự động là nhận ngày tháng. Nếu như nó không nhận kiểu ngày tháng á, là cái date, thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào date nha. Đó, nó sẽ sắp xếp tăng dần này. Đó, thấy không? Đây là thủ thuật thứ 3. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật thứ 4, tức là tính toán dữ liệu trong bảng hay là tính toán dữ liệu trong Word. Giả sử như đây tôi có một bảng dữ liệu. Bây giờ tôi muốn là tính tổng các sản phẩm bán được có trong tháng 1 thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ đặt con chó chuột tại ô mà tôi muốn là tính giá trị.
Tiếp theo tôi sẽ vào tab layout. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào formula này. Ở mục formula nó đã thiết lập tính tổng cho tôi rồi. Nếu như các bạn chúng ta muốn là thiết lập công thức, tính tích hay là tính giá trị trung bình thì chúng ta sẽ chọn vào này. Đó. Tính giá trị trung bình là average này, đếm số lượng này, đó, max min. Rồi đây tôi chỉ muốn là tính tổng mà thôi, thì ở đây nó đã thiết lập công thức cho tôi sum. Còn above tức là toàn bộ các dữ liệu ở trên, các bạn chọn vào ok này, thì nó sẽ tính tổng ra nha. Tương tự ở đây cũng vậy, chọn vào ô mà chúng ta muốn tính tổng và tab layout, bấm vào formula. Ở đây nó đã thiết lập sẵn cho tôi rồi. Above tức là toàn bộ dữ liệu ở trên, chọn vào ok thì nó sẽ tính tổng ra nha. Đây là thủ thuật thứ tư. Và thủ thuật thứ năm là tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách di chuyển đoạn hoặc là dòng trong Word. Giả sử như ở đây tôi muốn là di chuyển từ nam lên vị trí đầu tiên, thì ở đây á chúng ta có rất là nhiều cách. Tuy nhiên trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhanh nhất là chúng ta sẽ bấm thuật phím là Alt Shift một tên đi lên này. Đó, mỗi lần các bạn bấm thì nó sẽ di chuyển lên một dòng. Còn muốn di chuyển xuống dưới á, chúng ta làm ngược lại nha. Alt Shift mũi tên đi xuống dưới. Đó. Rồi tương tự đối với dòng trong bảng cũng vậy. Quét chọn vào dòng mà chúng ta muốn di chuyển, bấm thuật phím là Shift Alt mũi tên đi lên. Đó. Hoặc Shift Alt mũi tên đi xuống dưới thì nó sẽ di chuyển xuống dưới. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn 5 thủ thuật trong Word cực kỳ hữu ích mà bạn cần phải biết. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn mọi người theo dõi.